Kính thưa quý vị, hàng năm mỗi khi đến ngày lễ tốt nghiệp thì chúng ta cảm thấy bồi hồi và ấn diện khi nhìn thấy những cái tên Việt Nam, những cái tên học sinh, sinh viên, người Mỹ gốc Việt nằm trong danh sách thủ khoa, nhận được rất nhiều giải thưởng và được vinh danh về thành tích học tập đáng nể của các em, cũng như được nhận vào các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Trong chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV, Hương Thơ xin mời quý vị nghe một câu chuyện nói về một học sinh ưu tú gốc Việt, Calvin Nguyễn, 18 tuổi, đã là học sinh duy nhất, người Việt Nam duy nhất của trường Fountain Valley High School được nhận vào trường võ bị nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là trường West Point. Và trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần nói chuyện của Hương Thơ với học sinh Calvin Nguyễn, Hương Thơ có vài dòng để giới thiệu đến quý vị về trường võ bị West Point. Trường sĩ quan lục quân Hoa Kỳ, Học viện quân sự Hoa Kỳ, The United States Military Academy West Point, thành lập vào năm 1802 với phương châm Tổ quốc danh dự và trách nhiệm. West Point là trường võ bị lục quân đầu tiên và lâu đời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nơi đào tạo các sĩ quan lục quân sau khi tốt nghiệp theo hình thức tình nguyện. West Point nằm trên một khu đất có diện tích 65 km2 bên bờ sông Hudson, cách thành phố New York khoảng 80 km. Mỗi năm West Point chỉ tuyển khoảng 1.300 người trong số đơn tổng cộng 13.000 đơn. Và trong 4 năm học, họ bắt buộc phải loại ra 10% trong một năm, tức là năm cuối chỉ còn dưới 1.000 sinh viên sĩ quan tốt nghiệp. Ở West Point có một slogan là: cứ đưa cho tôi một người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành một công dân ưu tú. Ngoài những ưu điểm trong việc đào tạo sinh viên tối hảo về cả văn lẫn võ, một ưu điểm đáng chú ý nhất của West Point là đã thành công trong việc đào tạo những người trên trung bình thành những người giỏi thành những người ưu việt và những người ưu việt thành những nhà lãnh đạo lớn. Điều kiện nhận vào West Point phải trong độ tuổi từ 17 đến 23 tuổi, là công dân Hoa Kỳ, là học sinh ưu tú về mọi mặt trong những năm trung học, có GPA cao từ 3.5 tới 4.5, điểm SAT phải từ 2.100 tới 2.400, phải có thư giới thiệu của một dân biểu hay nghị sĩ, phải trải qua một cuộc kiểm tra khả năng chịu đựng của cơ thể, kiểm tra toàn diện về sức khỏe, phải là một học sinh đa năng có phẩm cách đạo đức tốt, phải độc thân và phụ nữ thì không được mang thai. Chương trình huấn luyện gồm có mùa hè năm đầu tiên gồm có 6 tuần huấn luyện như đi bộ, leo núi, tác xạ, di chuyển chiến thuật. Mùa hè kế tiếp gồm 8 tuần huấn luyện các kỹ năng cơ bản và cao cấp trong hành quân hỗn hợp của các đơn vị tác chiến, đơn vị yểm trợ tác chiến và đơn vị cung cấp các dịch vụ yểm trợ tác chiến. Mùa hè năm thứ 3 và thứ 4 một phần sinh viên sẽ thực tập như một tiểu đội trưởng ngay trong các đơn vị lục quân hay trong các đơn vị binh chủng chuyên môn. Phần còn lại sẽ được huấn luyện trong chương trình đặc biệt như là không kích, nhảy dù, chiến tranh rừng núi, lực lượng đặc biệt, sinh tồn, lẩn trốn và đào thoát v.v. Quyền lợi khi vào West Point, sinh viên sĩ quan sẽ được bao ăn ở, tiền học, lương hàng tháng, tiền chi tiêu mua đồng phục, mua sách vở, máy vi tính, tiền lưu vặt, bảo hiểm sức khỏe 100% về y khoa và nha khoa suốt 4 năm học cho tới ngày ra trường với bằng BS và cấp bậc thiếu úy lục quân. Thế ước với lục quân là 5 năm trong quân đội hình dịch, thế đó là 3 năm trong tình trạng trừ bị. Học viên tốt nghiệp tại trường sẽ nhận bằng cử nhân khoa học và hầu hết được cấp thiếu úy trong lục quân Hoa Kỳ. Học viên sau khi tốt nghiệp có nghĩa vụ phục vụ ít nhất 5 năm trong quân đội. Việc bố trí vào các chuyên ngành khác nhau như bộ binh, pháo binh, thiết giáp, hàng không được quyết định bởi những người trong hội đồng có trách nhiệm của trường. Sau 4 năm học tại West Point, người sinh viên sĩ quan được đào tạo thành một vị chỉ huy trẻ với đầy đủ kiến thức và kỹ năng cả về quân sự lẫn dân sự, với bản lãnh và đạo đức của một người lãnh đạo tương lai. Đó là mẫu người toàn hảo mà quân đội Hoa Kỳ nhằm đào tạo được tri thức, thể lực, quân sự, đạo đức và tâm linh. Trường West Point đào tạo những cấp lãnh đạo không những cho quân đội mà còn cho cả quốc gia Hoa Kỳ nữa. Những học viên có khả năng tốt nghiệp West Point đều là những người có thể thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong những điều kiện hết sức gian khổ. Rất nhiều cựu sinh viên sĩ quan của trường West Point đã trở thành tổng thống, tổng tham mưu, tổng trưởng, thống đốc. Trường West Point đã đào tạo ra 2 vị tổng thống Hoa Kỳ là Ulysses Grant và Dwight Eisenhower, cùng nhiều danh tướng như là George Patton và Douglas MacArthur. As an officer in the United States Army, people are going to be here. They're going to guide me in the right direction. I just want to be the best I can for my country and the best I can for myself.
sau đây Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với em học sinh Cao Vân Nguyễn, năm nay 18 tuổi. Em là con út của một gia đình có 3 người con và mẹ em là một người mẹ single mom, người mẹ đơn thân đã nuôi em từ lúc em mới có 1 tuổi mà thôi. Và đặc biệt là em có người anh cả và người anh rể cũng xuất thân từ trường West Point, và người chị thứ nhì là cũng tốt nghiệp về Master về Business Administration, là một ngành gọi là quản trị kinh doanh. Bây giờ Hương Thơ xin nói chuyện với Calvin. Cô được biết là em ra trường với điểm GPA là 5 chấm và em đã được các đại học danh tiếng như là UCSD, UC Berkeley, như là UC Santa Barbara nhận. Tại sao em lại chọn West Point? Why West Point? Con nghĩ tại khi con còn bé thôi, con đã biết một ngày con muốn thành một cái military officer. Con muốn đi around the world, muốn giúp người, muốn serve cho nước của con, cho protect everybody thôi. Đó là cái ước vọng của một cậu bé khi còn nhỏ đã mơ được thành một người quân nhân phục vụ cho đất nước, có thể là cũng như là bảo vệ sự an toàn chúng ta, như là tự do, dân chủ, không những cho cái nước Hoa Kỳ thôi, thưa quý vị, của toàn khắp nơi trên thế giới, vì vào làm lính thì con được đi nhiều nơi, phải không? Khi mà được biết anh cả của con, anh lớn của con á, là một người đã tốt nghiệp West Point, thì cái điều đó có tác động đến quyết định của con hay không? Do you want to follow your brother's footsteps, con? Dạ, con, cái decision này của con một mình. Con biết khi con 7-8 tuổi, con đã biết một ngày con muốn thành một cái military officer rồi. Và anh con có kể lại cho con những cái gì mà anh con đã đi qua không? Những kinh nghiệm mà anh con đã trải qua ở West Point không? Khi có kể cho con mấy chuyện, cũng rất là khó, rất là... Khổ lắm hả? Khổ lắm, dạ. Yeah. Con cảm thấy như thế nào khi nghe anh con kể những chuyện đó? Thì con nghe, con sợ mà con cũng hiểu giờ mình phải, work hard through mấy cái chuyện giống đó cho được thành một cái người rất là a great person, một người gọi là chỉ huy giỏi cũng như là một người thành đạt rất nhiều trong đời sống. Và cô được biết là con với anh chị của con là anh Tommy cũng như là chị Jennifer là cách nhau hơn 10 tuổi luôn. Khi còn nhỏ thì hai anh chị con cũng thay mẹ chăm sóc, take care con nhiều, giống như là một cái người mentor của con, như là con có tâm sự với cô đó. Yeah. Thì như vậy là con, những điều mà con làm, con có bao giờ hỏi ý kiến anh của con hay chị của con không? Of course, thì they giúp con với every problem con có. Nếu mà con có gì con hỏi them để giúp con thôi. Thì con thấy là họ có rất là... là vui khi mà quyết định của con đi vào trường West Point không? Class that you yeah. Make a decision? Con biết giờ chị con buồn tại chị không có muốn con chọn một cái career giống đó, tại có nhiều she biết giờ rất là khó lắm, so she worried cho con thôi, but at the end hai anh chị con rất là proud of con. Vậy là tại vì chị của con là có người chồng cũng là trong West Point nên chị biết rõ là trong West Point con phải học tập như thế nào. Và khi mà con nhận vào trường West Point đó thì con phải trải qua nhiều cái test đó. Con có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm nào con đã qua, cũng như là con phải nói chuyện hay là tham khảo với thượng nghị sĩ để xin giấy giới thiệu vào trường không con? Có một cái test cũng it's like a physical test. Yeah, mình phải làm mình phải làm push up, mình phải làm sit up với pull up, mình phải chạy, thì mình phải làm lẹ mà mình cũng phải làm giỏi luôn, thì cũng không có khó nhiều, but yeah, that's the only test I can think of. Nhưng mà con, khi mà con gặp và nói chuyện với thượng nghị sĩ Roy Barker để xin giấy giới thiệu vào trường đó, thì con gặp ông thì con đã nói những gì để thuyết phục ông giới thiệu cho con vào trường? Thì con show him mấy cái tờ con, mấy cái school paper những con show học tập của con. Yeah, so con kể explain với him con muốn làm gì trong West Point, tại sao con đi West Point, con explain to him mấy cái chuyện đó rồi. Rồi ông giới thiệu cho con. Và khi mà cô Thơ được biết là trong trường Fountain Valley chỉ con chỉ là một người học sinh duy nhất và là người học sinh gốc Việt duy nhất được nhận vào trường West Point, tại sao họ không nhận thêm nhiều người khác con hả? Tại thì West Point rất là selective, rất là chọn lọc ha. Yeah.
thì nó không có bao giờ chọn more than một đứa from any school like in the area. So chỉ có một người mỗi trường hồi trung học. Yeah. Oh, vậy hả? Vậy cô Thơ được biết con là học sinh straight A, 5 point thưa quý vị, 5 chấm GPA, điểm trung bình của cháu. Và là ngoài ra con còn được nhận vào West Point, như quý vị thấy là con có thể gồng lên cái tay của mình. Con cháu là giỏi thể thao, cháu chơi bao nhiêu cái môn thể thao nè? Con chơi bao nhiêu môn con, thể thao? Con làm water polo, con chơi basketball, and sometimes con chơi football, I guess. Vâng, và cháu còn là một nhạc sĩ sáng tác và một ca sĩ và biết chơi đàn guitar, thưa quý vị. Một lát nữa đây Hương Thơ sẽ nói về những cái sáng tác của cháu. Nhưng mà làm sao con có thể là một straight A student từ nhỏ tới 18 tuổi và vừa giỏi thể thao, vừa giỏi cả âm nhạc? How you become an excellent student? Can you share with our viewers about your technique or your tip? Thì con... What I would recommend, yeah, con, like, you set một cái goal, yeah, thì obviously một ngày con muốn thành một người successful, muốn, like, người giỏi. Thì con hiểu, yeah, con phải work hard trong trường bây giờ, con phải, like, branch out, phải làm nhiều talent lắm. Thì con hiểu cái đó, thì con work hard, con kiếm mấy cái đồ mà con, like, có passion for it, and I work hard in everything I do. Vậy là con cũng có một cái cách vừa học sao mà chuẩn bị well preparation, right, for your, and you set up the goal for your studying, right? Mm-hmm. Thì cũng như học hành, chúng ta phải có sự chuẩn bị thời gian và cũng nên enjoy life, right? Live, work hard, study hard and play hard too, right? Và mẹ con dạy con sao? Mẹ con có khó không? Hả? Mẹ con thì mẹ con strict. Strict mà cũng đúng, thì nếu mà con khi con làm sai thì mẹ sẽ la con, mà mẹ cũng sẽ giải nghĩa tại sao con làm sai cho lần sau con làm đúng. Vậy con có hãnh diện con là người Việt Nam không? Hả? Yeah. Do you proud to be a Vietnamese, American Vietnamese? Dạ có, thì con thấy giống như hai nước của con Việt Nam với nước Mỹ giống như hai bố mẹ của con. Thì nước Mỹ và bố con dạy con like grow up làm sao, mà nước ở Việt Nam thì cái đó giống mẹ con sẽ always thương con no matter what, thì con thấy giống nó. Rất là hay, cảm ơn câu trả lời, con rất dễ thương của con. Vậy là được biết mẹ con là single mom nuôi con lúc 1 tuổi, bây giờ con sắp xa mẹ rồi, con có muốn mẹ find someone to be with her, remarry, lập gia đình với người khác hay là sao để cho mẹ đỡ buồn, để nhớ con? Con chỉ có muốn mẹ con vui vẻ thôi, thì nếu mà she kiếm người khác thì she vui vẻ thì cũng ok cho con thôi. Mẹ làm gì mà mẹ vui thôi hả? Uh-huh. Nhưng mà mẹ là một người mẹ rất là khó tánh, phải không? Khó và discipline con dữ lắm, không? Con nghĩ vì cái đó nên con mới thành công không? Because of that, you become successful. Con nghĩ cái đó giúp con nhiều lắm. Yeah. Và thưa quý vị, cũng như Hương Thơ nói là Calvin Nguyễn là một nhạc sĩ sáng tác và chơi một nhạc sĩ chơi đàn guitar. Con đã sáng tác được bao nhiêu bài hát và theo cái what type of music? Con viết khoảng 8-12 bài, I don't know. Và cô Thơ được biết là con có một bài hát tặng cho mẹ vào ngày dịp 30 tháng 4. Can you talk about that song, the title, tên của bài hát, cũng như là ý nghĩa bài hát, the meaning của cái bài hát đó? Thì con viết đó khoảng một năm hồi xưa. Tại khi con còn nít, mẹ kể con mấy cái chuyện của her, giống chuyện mà con nhớ nhiều nhất, kiểu cái chuyện Nhật Biên. Thì ngày April 30th, thì after cái đó mà mẹ chạy qua nước Mỹ, thì con thấy chuyện nó rất là khổ, rất là buồn. Nó inspire con, thì con muốn viết một bài đó cho honor mấy cái sacrifices mà mẹ của con đã làm cho con vậy. Và mẹ phải trải qua những cái hy sinh gian khổ đó để con có cùng tương lai tốt đẹp hơn ở đất nước tự do Hoa Kỳ, phải không? Một lát đến đây Hương Thơ sẽ mời quý vị nghe bài hát đó do chính Calvin Nguyễn sáng tác để tặng mẹ nhân ngày lễ 30 tháng 4, ngày biến cố 30 tháng 4 đau thương của chúng ta. Và thưa quý vị, đó là câu chuyện của học sinh ưu tú gốc Việt đã được nhận vào trường West Point Calvin Nguyễn, và chúng ta sau sẽ nghe những câu chuyện và tâm sự của người mẹ đã nuôi em trong mười mấy năm trời. Sau vài thông tin thương mại, xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV. It was April 30th, the fall psychom. My mom stared out the window, she knew all hope was gone. The commies are coming,
The commies are coming. She packed her belongings and hit the ground running. Grabbed my little uncle and headed for the ocean. Guns fired in her direction, but just carried through with this motion. But the ships were all sailing, her hopes and dreams were bailing. The communists were tailing, and now her legs were failing. She fled to the forest, trembling with fear that only compounded when a bullet grazed about the ear. Scared and confused, she had nowhere to go. When by the grace of God, she stumbled upon a boat. It was built for 50 people, but was filled with 130. Covered in poop and pee and lice, not enough water, not enough rest. The deck was infested and crawling with mice. As descriptions go, it would suffice to say the ship was a little dirty. But my mom hopped in because she heard about this place so far. The greatest country on the earth, the land of 13 stripes and 50 stars. We can start from the bottom and climb to the top. She had to get there, she prayed the boat would never stop. But the days dragged on and food was running out. Death plagued the ship, survival was in doubt. 130 became 37. Then my mom's ear wound contracted an infection. Water ran out and soon their hopes would follow. They had no H2O, but they were all drowning in sorrow. But my mom refused to quit, she continued to believe in America, a concept of freedom that alleviated her grief. Then one night when they couldn't take it anymore, they arrived in Frisco Bay on July 4th. She told me, son, I'll never forget that night when I looked in the air and beheld such a sight. It ignited with a bang that illuminated the sky. Beacon of the angels, heaven upon the eyes. TNT fireworks brought an end to the night, along with those 2 months of cowering and fright. With the sparks came promises of opportunity, of jubilee, prosperity, and above all, liberty. The refugees flocked to the sounds of TNT, and my mom knew she had made it to the land of